Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá Chrysler 900 CT 2.9 có mức giá 330 triệu đồng, trực tiếp đối đầu với Ducati Bautista. Yamaha Chrysler 900 CT 2.9 sở cái kiểu dáng thiết kế tương tự phiên bản Chrysler 900 từng được giới thiệu vào hồi tháng 8 năm ngoái tại Thái Lan. Yamaha Chrysler 900 CT 2.9 phân phối tại Malaysia theo cái diện là xe nhập khẩu nguyên chiếc, và giá của mẫu xe mới này rơi vào khoảng 14.200 USD, là tương đương gần là 330 triệu đồng Việt Nam. Cái mẫu xe này được xem là thủ thách thức nặng ký với cái chiếc Ducati Bautista 950 BMW 850Z. Yamaha Chrysler 900 CT 2.9 được nhắc đến cái chữ CT là viết tắt của Gran Turismo Chrysler. Sau phiên bản Chrysler 900, cái chiếc Chrysler 900 CT 2.9 có cái chiều ngang là hẹp hơn 16.5mm. Cái chiều cao yên có hai vị trí có thể điều chỉnh dựng ở mức 850 đến 865mm. Cái chiếc Chrysler 900 CT 2.9 sở trưng bày cái màn hình LCD tương tự với người đàn anh lớn R1. Các tính năng tiêu chuẩn như là hệ thống kiểm soát bấm đường, chế độ lái tùy chọn phong cách hành trình và chuyển số nhanh được xem là trang bị tiêu chuẩn cho những chiếc Adventure này. Cái kính chắn gió được trang bị tăng thêm cái khả năng điều chỉnh là khá phù hợp. Yamaha Chrysler 900 CT 2.9 sở hữu cho mình cái cặp phục upside down ở phía trước, trong khi phía sau dùng cái giảm số đơn Corsair cho phép người lái có thể điều chỉnh ở những mức độ khác nhau. Cùng với việc điều chỉnh hệ thống chèo, Chrysler 900 CT 2.9 còn được Yamaha tăng thêm cái chiều dài cơ sở thêm 60mm. Khối động cơ với lớp 3 xanh 4 thì làm mát bằng chất lỏng DOC 4 hoành, dung tích là 847cc, cho ra công suất cực đại rơi vào khoảng là 115 mã lực tại vòng tua máy là 10.000 vòng trên phút. Mômen xoắn cực đại là 87.5 Nm, tại giải tua máy là 8.500 trên phút. Động cơ này kết hợp cùng với hộp số là 6 cấp. Yamaha cung cấp hai tùy chọn màu sắc trên cái chiếc là Chrysler 900 CT 2.9 ở địa chỉ Malaysia, gồm có cái màu xám và xanh mờ. Cái mẫu xe này bắt đầu đến tay người tiêu dùng vào cái tháng 2 năm 2009 và được rao bán với mức giá 14.200 USD, tương đương gần là 330 triệu đồng Nam. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc Yamaha Chrysler 900 CT 2.9. Cái động cơ là Cosworth Spartan 4 thì làm mát bằng chất lỏng DOC 4 hoành. Cái dung tích động cơ là 847cc, công suất đa 115 lực, tại vòng tua máy là 10.000 vòng trên phút. Mô men sức đại 87.5 Nm, tại giải tua máy là 8.500 vòng trên phút. Hệ thống treo trước hành trình ngược upside down, hệ thống treo sau phục đơn monoshock. Cái chiều cao yên có thể tùy chỉnh từ ở mức là 850 đến 865mm. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy để tiếp nhớ like, subscribe.